Đây là một em premium, combo premium hàng lướt các bác nha. Kèn không khác gì cái kèn mới cả. Đấy, nó ví dụ nó chỉ bong bong mấy cái mép của cái tem dán này, cái này thì không không quan trọng đâu. Nó mới, nó đẹp từ cái hộp. Siêu mới luôn. Cái dòng này thì các bác nào mua ở Việt Nam nó khoảng độ 1 triệu 8 nha. Kèn vẫn đủ giấy tờ. Tum xê luôn nha. Đó, nhìn cái miệng thổi của nó mới như thế này, không biết là cái độ mới của nó khủng khiếp như nào. Đó, cái đồng nó còn vàng như này là nó còn rất mới các bác nha. Cái này là em bán là 1 triệu 2 nha, bác nào ưng thì cứ IBM nha.